Hello cả nhà, hôm nay đã là 19 tháng 1 thì chị lại là xét một bước trước khi kể pen. Bước 1 tôi muốn có thế quan đúng đắn. Thứ hai, tôi biết công việc của tôi trong quan hệ cũng mong muốn có thế quan đúng đắn như mình. Nên tôi cùng các đội mình là pen. Thứ ba, tôi quay video kể pen ăn nhóm mối quan hệ. Bước 4 là thiền cà phê mình động kể pen trong ngày hôm nay. Cũng như là mình hồi hướng cho thế quan đúng đắn của bản thân trong đội trong nhóm mối quan hệ. Người thân, người anh chị em ở hàng cũng như là một người một loài. Thì xin bắt đầu câu chuyện bút. Mọi người cho em đang cầm vật gì trên tay đây? Cái bút, mọi cái bút đây mình hay dùng để viết hoặc là để ký. Nếu một chú chó đi vào con phòng này đến vị trí các bạn em ngồi và em cầm vào này này, em khui cho một chú chó ấy. Em thấy nó sẽ làm như vậy này, nếu có thể nó sẽ gặm như này hoặc nghịch nó chơi bỏ đi không làm gì. Như vậy cùng là vật này thì mình coi là cái bút, nhưng chú chó thì không, chỉ coi là để gặm để chơi thôi. Thì có gọi là ra ai đang đúng ạ, người hay chó đúng, thì mình có câu trả lời là cai là đúng vì không có cái thứ quy ước từ trước mà nhìn về là cái gì và phải ứng như thế nào với nó. Thế như vậy mình có bạn đầu tiên xuất ra đây là sẽ không có đúng và sai, gồm có quy ước từ trước. Vậy thì chúng ta hay tôn trọng thế quan người khác, mọi thứ là có đúng sai khi đã có những ký ức và cam kết từ trước rồi, người ưu luật pháp của đất nước này, cam kết của đội nhóm và quan thể. Và khi chúng ta những thành viên chúng ta vi phạm cam kết đề ra, sai luật thì sẽ có sự kết đúng sai. Điều đó đặt cái vật này xuống dưới bàn và em và chú chó sẽ đi vào phòng này và con mèo sẽ tắt đèn không có ai nữa, tức là sẽ không có thể nhìn vào nhìn thấy vật này nữa. Tại vì nó vật này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ không là gì. Ví dụ đặt nằm lên này và cho đạo vật to rồi khi đó có tính không, mang tính trung tính nhưng lại có tính tiềm năng. Tiềm năng được tiền là khi căn phòng này bật sáng trở lại, em đi vào đây trước để vị trí gắn cái bàn này và nhìn vật này, mình lại trở thành cây bút đối với em, đúng không ạ? Chú chó đi vào đây trước cũng đến đây chờ đây và nhìn vật này thì nó sẽ lại gặm nghịch và chơi phần này, và em và nó cùng đi vào, em bế nó và em và nó cùng nhìn vật này. Vật này khi nó sẽ vừa là cây bút này vừa là để gặm để chơi. Như vậy tính tiềm năng máy được thể hiện là cùng là một vật, nhưng tại một thời điểm nó có hai thực thể khác nhau, người và chó đang cùng nhìn lên nó nên đã xuất hiện thành hai thực thể khác nhau trong một vật này do góc nhìn góc quán chiếu của từng cái chủ thể tác động lên. Thế mình có bài học thứ hai đưa ra là mọi sự vật sự việc hay bản thân chúng ta đều có tính không, nhưng nó là tính tiềm năng, trở thành bất cứ thứ gì, nó phụ thuộc vào góc nhìn góc quán chiếu của cái chủ thể tác động lên. Tiếp đó việc chúng ta nhìn thấy đây là cái bút này, nó đến từ chính vật này cho mình biết nó là bút hay chúng ta nhìn thấy là bút ạ. À, chúng ta nhìn thấy đây là cái bút đúng không ạ, vì nó đến từ chính vật này cho mình biết đó là bút ấy, thì nó có cách diễn đạt và có ngôn ngữ để cho mình biết là bút, thì sẽ có cách diễn đạt khác và có một ngôn ngữ khác để chú chó hay bất cứ con vật nào khác sẽ biết được cái bút, và khi đó chúng cũng cầm lên và viết đúng không ạ. Mà chỉ chúng ta biết là bút thì viết thôi. Nên mình có bài học thứ ba rất dài là mọi thứ đến từ tôi hay là mọi thứ đến từ những hạt giống trong tâm trí của tôi, đúng không ạ? Việc tôi nhìn thấy cái bút là do tôi hoàn chiếu từ phòng chiếu ra. Thế mình thấy vấn đề của tính tiềm năng và đến từ tâm trí của mình thì mình có thể thay đổi suy nghĩ này. Mình ước một đời vật quá trị lớn thay vì là cái bút, mình ước thành vàng bạc đá quý kim cương nhẫn không ạ? Anh thử ước viên kim cương nhá. Tôi muốn viên kim cương. Khi mở mắt này trên tay em cầm lên vẫn là cái bút, bởi vì đây là các kết quả như hiện tại. Nên mình lại có bài học thứ tư nữa này, rút ra đây là mọi thứ không đến từ sự mong cầu hay là suy nghĩ tích cực nó được, mặc dù có tính tiềm năng, đúng không ạ? Và đến tâm trí của mình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì mình đã từng có dấu ấn và hạt giống đi vào này từ trước. Chúng ta được nghe vào tâm trí của mình có thể là từ rất lâu khi còn bé này, chúng ta được ai đó cầm vật này và đưa trên tay mình. Và trong nghe cái không, mình đã từng cầm vật này và đưa cho đó nói rằng đây khi em cầm nó trên tay và nhìn thấy nó như này thì dấu ấn nó giống như cái bút cũng được. Và chỉ như đây đấy, như đây bút hiện tại thôi, đúng không ạ? Đấy, như vậy là mình thấy không mong cầu không ước mà hiện tại mình không thay đổi được, thì muốn đạt được những điều mình mong muốn trong tương lai thì mình đã biết đến công cụ hỗ trợ trong câu chuyện này, đó là bốn bước gieo hạt, bốn bước Starbucks, đúng không ạ? Nó tạo ra những dấu ấn hạt giống hiện tại như mình đã từng có hoặc từng tạo ra dấu ấn hạt giống như cái vật này chẳng hạn, và khi dấu ấn hạt giống mình đủ nhân duyên thì nó sẽ bung được. Chúng ta nhìn thấy điều mình mong muốn, ví dụ đơn giản là chúng ta muốn được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc, thì chúng ta hãy yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến người xung quanh, người thân, bố mẹ, anh chị em này, rồi tiếp đó là họ hàng chúng ta này, đồng nghiệp, bạn bè này, cơ quan này, rồi là các đội nhóm chúng ta. Và khi chúng ta yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến mọi người đủ lớn, chúng ta nhận được lại được đó là sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc từ mọi người. Như vậy bài học thứ năm rút ra đây là chúng ta muốn có thứ gì chúng ta hãy cho nó đi trước, thực hiện bằng thân khẩu ý qua bốn bước gieo hạt. Mình tới tâm giới những hạt giống mình tạo ra một cách là thiền cà phê, nhớ lại những hành động tốt, việc tốt mình đã làm. Và khi rồi nó giống của mình đủ nhân duyên nó sẽ bung nở, chúng ta đạt được điều mình mong muốn. Đó, thì em xin kết thúc câu chuyện của mình, cái bút của mình ở đây, đưa nhà là lắng nghe và cho em hội cho bạn ngày hôm nay. Xin chào cả nhà, chúc một buổi tối vui vẻ.